Nam Anh xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy 23 tháng 2 năm 2019. Đến với VATV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình nhạc lá bồ đề do Tú Linh và Đoàn Hữu Dục thực hiện. Trong phần hai là chương trình hàng tuần của Trung tâm Trường giáo Việt Nam. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi nhạc lá bồ đề do Tú Linh và Đoàn Hữu Dục thực hiện hàng tuần vào mỗi sáng thứ Bảy trên VATV. Chương trình tuần này chủ đề Thưa Thầy con không đi chùa nữa và ăn mày cửa Phật. Tủ Linh xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị đến với nhạc lá bồ đề với câu chuyện Thưa Thầy con không đi chùa nữa. Chuyện do viên hùng sưu tầm. Tủ Linh tóm lược và trình bày. Kính mời quý vị theo dõi một thanh niên trẻ đến gặp một vị sư trụ trì và nói: thưa thầy, con không đi chùa nữa. Vị sư hỏi: vậy à? Con có thể cho thầy biết lý do không? Người thanh niên trả lời: dạ, ở đây con thấy người này nói xấu người kia, anh kia tụng kinh đọc dở, phật tử chia rẽ, người đi tụng kinh chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại. Đó là không nói đến ngoài nhà chùa họ là những người ích kỷ cao ngạo sư liền nói với anh con nói có lý nhưng trước khi dứt khoát rời khỏi chùa con có thể làm cho ta việc này con rót một ly nước đầy rồi đi quanh nhà chùa ba vòng mà không làm đổ một giọt nước nào hết sau đó con có thể bỏ nhà chùa người thanh niên tự nhủ quá dễ và anh đã đi ba vòng như thầy dặn đi xong anh về nói với sư thầy, dạ thưa thầy, con đi xong rồi ạ. À? Sư thầy hỏi, khi đi, con có nghe thấy người này nói xấu người kia không? Người thanh niên trả lời, thưa thầy không, con có thấy người này người kia thờ ơ với nhau không? Người thanh niên trả lời, thưa thầy không, con có thấy người này người kia chúi mũi vào điện thoại không? Người thanh niên trả lời, không, con không thấy con có biết vì sao con không thấy không vì con tập trung để ly nước không bị đổ con biết cuộc đời cũng vậy khi tâm chúng ta tập trung vào việc tu tập quay lại chính mình thì chúng ta không có thì giờ để nhìn vào các sai lầm của người khác ai ra khỏi nhà chùa vì các phật tử đạo đức giả thì chắc chắn họ cũng sẽ không vào nhà chùa vì giác ngộ và giải thoát câu chuyện thứ hai ăn mày cửa phật của lê sĩ minh tùng trong cuộc sống ai cũng mong mình sẽ được điều này hay điều nọ người giàu thì mong sẽ giàu hơn người nghèo thì mong mình được như người giàu để rồi họ tìm về chốn tâm linh để cầu sinh sự cầu sinh này cũng như là ăn mày với các đấng thần linh mà họ không hiểu các đấng thần linh này có giúp cho họ được không qua câu chuyện như sau có một bác phu xe kéo xe chở hàng rất nặng nhọc vào một ngày bác kéo xe quá nặng nên bị đổ ra đường buồn rầu bác ngồi xuống và nhìn thấy dòng người đi xe hơi sang trọng tìm đến cửa chùa làm lễ bác ngồi nghĩ ông trời thật không công bằng người thì sinh ra đã có tất cả còn kẻ làm lụng vất vả mà chẳng có gì. Sau đó, có một bà đến nói, ông đã đến cửa Phật, sao ông không vào thành tâm khẩn cầu mà ngồi để than thân trách phận. Ông lão liền đi vào chùa. Ông thấy người ta cầu khẩn, rất đông. Người lớn, người nhỏ, kẻ già, người trẻ. Lúc đó, ông nghe thầy chủ trì hỏi, Thí chủ lần đầu đến đây phải không? Ông đáp, dạ vâng, lần đầu con đến cửa Phật, nên không biết cầu xin thế nào, ra làm sao. Mong thầy chỉ dạy. Thầy chủ trì hỏi, thí chủ thỉnh cầu điều gì? Ông đáp, con cầu xin Đức Phật, ban phát sự công bằng. Con sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, bần hàn không được học hành tử tế. Từ bé đã phải mưu sinh, lớn lên lấy vợ người vợ nghèo và nay lưng làm lụng như châu bò để nuôi một bầy con nheo nhóc. Cuộc đời khốn khổ cơ hàng cứ theo con dai dẳng, trong khi có biết bao người khác sinh ra trong một gia đình giàu sang, chẳng cần cố gắng mà vẫn sống suốt đời trong nhung lụa. Như vậy là không công bằng. Nếu Đức Phật linh thiêng, xin người hãy ban phát cho con một chút may mắn của những người kia. Thầy chủ trì hỏi: "Những người kia ư?" Ông đáp: "Vâng, chỉ cần nhìn họ là đủ biết là họ giàu sang phú quý cỡ nào. Những người nghèo khổ như con không thể hiểu nổi họ làm gì mà giàu sang như vậy." Thầy chủ trì đáp: "Cái đó ta không biết, nhưng khi đã tới đây, họ cũng chỉ là ăn mày cả thôi." Ông ngạc nhiên hỏi, ăn mày ư, thưa thầy. Thầy trụ trì trả lời, đúng, ăn mày cửa Phật. Ông vội hỏi, nhưng nhìn họ giàu sang, phú quý, có thiếu gì đâu mà phải đi ăn mày. Thầy trụ trì chậm chậm trả lời, sống trên cõi đời này, mấy ai thỏa mãn với những điều mình đang có. Không tin, thi chủ cứ lại gần họ mà xem khi ông lão vào thì nghe người này xin đừng bị phá sản, người xin khỏi bệnh, người xin có người yêu, người xin buông mây bắn đắc. Ông bước ra và nói họ cầu xin rất nhiều điều, hóa ra họ toàn là ăn mày thật. Con cứ tưởng trên đời này ai cũng hạnh phúc hơn con. Biết đâu được, họ cũng có nhiều nỗi khổ đau đến thế. Ngẫm ra, con còn nhiều điều hơn họ, như sức khỏe, vô tư chẳng hạn. Thầy chủ trì trả lời, đúng vậy, cuộc đời công bằng với tất cả mọi người, an phận với thực tại và cố gắng hết mình để tự mình hóa giải những khó khăn trong cuộc sống. Đó mới là một cuộc đời hoàn mỹ. Qua câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy rằng cuộc đời này ai cũng muốn cầu sinh, những điều mà mình không có không thỏa mãn được điều đã có luôn tìm kiếm những cái tốt đẹp hơn đôi khi cứ nghĩ các đấng thần linh hay bồ tát có thể ban phát cho nên cúng dường một mà muốn các đấng thần linh trả lại bằng trăm bằng ngàn lần nhiều hơn nếu thật sự các đấng thần linh có thể làm được việc đó thì thế gian này làm gì còn có người nghèo đói hay hoạn nạn. Một khi đã có cái thấy biết trong sáng, thì chúng ta sẽ không còn cầu xin các đấng thần linh. Vì chính Đức Phật đã dạy rằng, ta không là Thượng Đế, cũng không phải là thần linh, mà chỉ là một con người. Nhưng con người đã chiến thắng thế gian. Thay vì cầu sinh chúng ta nỗ lực thực hành những giáo pháp đức phật giảng dạy để tự mình thắp sáng bổn tâm của mình tự mình tìm ra con đường hạnh phúc và giải thoát bởi vì toàn bộ giáo lý đức phật cũng chỉ nằm gọn trong câu hãy tránh xa tất cả những hành động tội lỗi trau dồi cuộc sống bằng những hành động tốt thanh lọc tâm trí khỏi những ý nghĩa bất tịnh. Chúng ta đến chùa để học hỏi giáo pháp tham thiền, niệm Phật, tu tâm dưỡng tánh, chứ không phải đến chùa để cầu sinh. Nếu chúng ta thực hành những lời Phật dạy để biến cuộc sống từ lo lắng, buồn phiền thành ra hạnh phúc, an vui và tự tại, thì Đức Phật là đấng linh thiêng. Ngược lại, không thực hành giáo pháp mà chỉ muốn cầu xin thì cho dầu chúng ta có ăn mày cửa Phật cắt mấy thì cũng không có kết quả gì. Kính thưa quý vị, Nhạc Lá Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lá Bồ Đề xin gửi email đến nhạc 2gmail bồ đề 2 com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngừng Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Thông báo khai thuế miễn phí, đặc biệt vào ngày 23 tháng 2 năm 2019, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tại Fairfax Skill Center, annadel địa chỉ 7611 Little Riverton Pike, phòng 300W. Đây là chương trình phối hợp khai thuế miễn phí hàng năm của Deloitte LLP và quận Fairfax nhằm giúp cho các gia đình và cá nhân có lợi tức thu nhập từ 55.000 Mỹ Kim trong năm 2018. Chương trình có nhân viên nói tiếng Việt và đặc biệt có điểm tâm và ăn trưa cho quý vị đến khai thuế. Mọi liên lạc xin gọi 703-533-5471.